Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Không chỉ kiếm tiền giỏi, Trường Giang còn được xem là ông chồng quốc dân trong showbiz Việt. Không ít khi để Nhã Phương vào bếp vì hiểu rõ nấu ăn không phải là sở trường của vợ. Không những vậy, biết Nhã Phương sợ tăng cân nên danh hài thường lên thực đơn kỹ lưỡng, vừa ngon vừa giúp vợ giữ dáng. Tuy nhiên mới đây, hành động phủi tay vào quần của Trường Giang khi nấu ăn cho Nhã Phương đã khiến dân mạng phải tranh cãi. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Trong những ngày qua do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cặp vợ chồng có nhiều thời gian ở nhà hơn. Cũng nhờ vậy mà Trường Giang chăm sóc bà xã thêm phần chu đáo, đến mức Nhã Phương phải sợ vì ăn uống liên tục. Mới đây, nữ ca sĩ chính ít tiếp tục đăng tải clip ghi lại khoảnh khắc ông xã tự tay bày biện thức ăn đêm, nhìn nuột không kém nhà hàng năm sao. Theo đó, Mười Khó đã chuẩn bị những món ăn giàu chất dinh dưỡng như bào ngư hấp xì dầu, cá tuyết áp chảo với nấm, nấu bia. Để dỗ dành bà xã ăn hết, anh hứa đây là bữa ăn đêm cuối cùng khiến Nhã Phương phần nào mềm lòng. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, ngoài những lời khen và ngưỡng mộ đôi vợ chồng, thì cũng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều cho rằng Trường Giang nấu ăn kém vệ sinh. Cụ thể, dân tình đã soi được một khoảnh khắc nam danh hài tỉ mỉ xếp đồ ăn để bày trí lên đĩa, sau đó phủi tay vào quần thay vì vào khăn sạch, rồi tiếp tục thực hiện món ăn tiếp theo. Hành động nhỏ và vô ý này đã khiến cho Trường Giang bị dân mạng nhắc nhở, nên kỹ lưỡng và cẩn trọng hơn khi nấu ăn cho gia đình. Hành động vô thức này tuy không phù hợp nguyên tắc vệ sinh trong nấu ăn, nhưng lại khiến hình ảnh Trường Giang trở nên gần gũi, dễ thương trong mắt người hâm mộ. Bên cạnh sự chuyên nghiệp bếp nút thường thấy, danh hài còn có những khoảnh khắc vụn về. Tuy nhiên, một số người lại bên vực ông xã Nhã Phương và cho đây là hành động thương hiệu của Trường Giang mỗi khi nấu ăn. Người hâm mộ cho rằng thao tác như thói quen này thể hiện sự gần gũi, chân chất và đôi khi hơi vụng về đúng như con người của Trường Giang. Tất nhiên hơn ai hết, ông xã Trường Giang chắc chắn ý thức được việc an toàn thực phẩm khi nấu ăn cho gia đình nhiều người xích xoa, khen ngợi tài nấu nướng của Trường Giang, đồng thời khẳng định Nhã Phương có phước khi lấy được ông chồng tâm lý chịu vợ. Nhất chị rồi nhé, nhìn anh Giang nấu ăn mà thích quá à. Ăn xong rồi tập thể dục cũng được chị ơi, em mà được chồng chăm thế này em nguyện béo luôn. Trường Giang nấu ăn như hàng nhỉ, không biết mùi vị như thế nào nhưng nhìn ảnh đã thấy ngon rồi. Tất cả đều là những bình luận của cư dân mạng. Bạn thân của Nhã Phương, ca sĩ Ái Phương cũng để lại bình luận. Trời ơi, giả man Nhã Phương lập tức kể khổ. Ngày em tập sắp mặt mà đem ổng cứ thủ thủy. Mẹ ơi, ba đói. Đây không phải lần đầu tiên Nhã Phương kêu trời vì được Trường Giang vỗ béo. Dù bận trăm công ngàn việc, nhưng Trường Giang luôn dành thời gian để chăm sóc và nấu ăn cho bà xã. Cách đây không lâu, Nhã Phương cảm động rơi nước mắt khi ông xã có hành động tình cảm. Theo đó, khi đặt chân về nhà sau một ngày vật lộn ở phim trường, Nhã Phương nhận được cái ôm chặt từ chồng kèm theo tô bò kho. Việc làm của Trường Giang khiến cho nữ diễn viên xúc động. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.